tiếp theo. Katha, Katha và AC. Quân lại hơi căng. Vậy cố to. Là anh em hiểu Hoàng Mai Nhi quá nhỉ. Biết anh đi đâu luôn. Chào Nguyễn Văn Hợp. Hiểu đầu lại nằm sau cái cánh rừng kia. Mà tôi cũng không biết đây có phải hiểu đầu không. Thế nhà là tương đối khung. Có voi. Ui giời. Voi 3 nhưng mà hai con vàng một con đen. Bản chất thì nó vẫn là một con voi cô đơn. Rồi thêm voi nữa. Thời này thì hy vọng là một đôi. Chào bạn Thịnh Te. Ở đây xứ đấy. Vâng, đôi voi luôn. Được, thế thì chấp nhận được. Như vậy xác nhận là cái bầy hươu sau rừng kia là đúng là bầy hươu đầu. Thêm một đôi voi nữa bên dưới này. Đánh solo thì khó nhảy 4 lắm bạn. Trừ khi kiểu đánh cái kiểu mà quân cũng phải cân cân một tí thì nhây nhây lên còn chơi được. Nó đánh với AC thì có vẻ căng. Đứa bạn không phải mấy cái quân cùi mía đâu mà chơi cái kiểu kiểu đấy được. Kiểu đấy hơi khó, hơi khó. Trừ khi đôi bạn chủ quan mà không đẩy quân thôi thì chúng ta chơi được cái kiểu ấy. Với AC thì thường thường là các game thủ sẽ đẩy quân đi luôn. Rồi, 5 voi về với nhà chính. Đấy là gian quả. Đây là BB và BM. Oh my god.
Thấy nhà đội bạn rồi, hướng 6 giờ. Đánh dò thủ. Đang có P. Sẽ có P nếu lên 3 đến từ chip boy. Mấy đội bạn đang muốn đánh chắc. Chưa bánh xe đến từ chip boy. Thời này thì sẽ ăn được khoảng 1 đến 2 dân. Vì trong nhà thì chip boy cũng đang ra ruộng. Chưa được chip boy công. Hôm nay đang chơi cái chiến thuật gì đây? Không thấy bất kỳ một đơn vị nào của chip boy công lên. Chờ lên cung trăng. Ba nhà BL luôn. BE nhé. Kìa. Chỗ BB BM là cái gì đây? Màn này vẫn hở. Cần một chiếc E nữa. Ok. Đi vòng mà bắt con giò này. Đây. Họ bắt đầu công lên với một tần hôn mã. Chip boy cũng không quá gắt trong trận đấu này. Chúng ta vẫn đang khỏe nguyên. Thế đi lên. Chơi được. 3L. Có P. Chính là khá nhiều P. Bắt đầu trâu những con cung R ra rồi. L thứ tư. Cung R chắc chắn là chưa có giáp. Thôi, bình tĩnh thôi. Tượng gỗ đang hơi nhiều. Vẫn phủ được cái con lạc đà này. Đội bạn vẫn phủ đỏ. 5L luôn.
thận là bị bắt, rất nguy hiểm. Nhà họ cũng là một cái thế nhà không quá đẹp. Chúng ta đi xuống đây thì hơi khó để đi ra được. Quá nhiều P. Chơi kiểu kẹp phù như này thì là khó mà công vào. Khoai quá.